Vâng, chúng ta lại tiếp tục với điệu van. Nếu mà chỉ đệm cái điệu van mà như tôi vừa nói ở bài trước, tôi thể chỗ sình chát thì nó, nếu cả bài thì rất là nhàm, hoặc là có những bài không thể đánh như thế được mà người ta sẽ phải tìm cách nào đó để phong phú hơn cho điệu van. Vâng, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn một cái cách rất dễ thôi, đó là chúng ta biến ba cái nốt đen, nếu là nhịp 3/4, đúng không ạ? Nhịp 3/4 thì chúng ta có là ba cái nốt đen trong một đôi nhịp đó, thì chúng ta đã biến nó thành 6 cái nốt đơn. Đấy, 6 cái nốt đơn. Vâng. Ví dụ như là bình thường các bạn sẽ đánh là sò chát chát như này, đúng không ạ? Sò này là đen đi không? Đen đen nữa đi. Ví dụ thế, ba cái đen. Thì bây giờ chúng ta sẽ biến nó thành 6 cái đơn. Đấy, thì chúng ta có thể đánh chẳng hạn như là 1 2 3 4 5 6 đơn. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Đấy. Thì tức là chúng ta sẽ có phách 1, phách 2, phách 3, phách 1, phách 2, phách 3. Đấy, thì chúng ta đương nhiên là phải nhấn vào phách 1 rồi, còn hơi nhấn nhẹ vào phách 2, phách 3 được thì càng tốt, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, thì chẳng hạn như tôi lại trở lại với bài Con Kênh Xanh Xanh. Đấy, các bạn sẽ thấy là con kênh xanh xanh nhưng chiều êm ao nước trôi, đêm đêm trăng lên theo dòng buông căng gió xuôi. Đấy, thì các bạn thấy rằng là nó cũng là một cách khác để chúng ta có thể thể hiện được cái bài Con Kênh Xanh Xanh, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta không không cũng thấy có gì là khó cả. Bên này các bạn để ba nốt, bên kia ba nốt, bên trái ba nốt, bên phải ba nốt, và chúng ta sẽ đánh này. Chúng ta hãy nhấn nhấn một chút, nhấn mạnh một chút vào cái đầu phách 1, đầu phách 1. Chúng ta nghe lại. Con kênh xanh xanh nhưng chiều êm ao nước trôi, đêm đêm trăng lên theo dòng buông căng gió xuôi. Con kênh xanh xanh những mùa sẽ nở khắp nơi, bao câu thơ duyên dạt dào tìm mai thắm tươi. Tôi nghĩ là nó cũng là một cách khác để chúng ta dễ nghe. Đấy. Lại chia sẻ vui với các bạn một chút là ví dụ như với cái đoạn nhạc vừa rồi, sau khi các bạn tập được cái cách cơ bản thứ nhất, rồi tập được cái cách này, các bạn lại ghép lại, đúng không ạ? Và các bạn sẽ lấy kênh câu thứ nhất là cách chúng ta vừa học, câu thứ hai là cái cách cũ đi, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ có như sau. Con kênh xanh xanh nhưng chiều êm ao nước trôi, đêm đêm trăng lên theo dòng buông căng gió xuôi. Con kênh xanh xanh nhưng mùa sẽ nở khắp nơi, bao câu thơ duyên dạt dào tìm ai thắm tươi. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ cần với hai cách đấy thôi, chúng ta ghép lại thì chúng ta thấy cái sự đệm của chúng ta nó phong phú hơn rồi. Vâng. Các bạn nhớ nhé, mỗi một cái bước thế này thôi, hoặc là tôi hướng dẫn các bạn thì chỉ mất có một khoảng thời gian rất ngắn ở trên YouTube, ở trên hình, nhưng mà các bạn phải tập thực sự rất nhiều. Thật sự rất nhiều cho mỗi một cái cách này thì chúng ta mới nhuần nhuyễn và mới áp dụng được tốt. Và chúc các bạn thành công trong cái bài nâng cao này. Cảm ơn các bạn.